Không ai nghĩ giàu như Ngọc Trinh mà cũng phải dùng mỹ phẩm bình dân thế kia. Bên cạnh hàng loạt kem dưỡng xa xỉ đắt đỏ, Ngọc Trinh còn ưu ái cho những món mỹ phẩm chỉ có giá vài trăm nghìn, thậm chí chưa đến 50 nghìn đồng. Là một trong những kiều nữ đình đám bậc nhất trong làng mốt Việt, Ngọc Trinh luôn lọt top những người đẹp đắt giá, sở hữu hàng loạt bộ sưu tập đồ sộ có giá thành đắt đỏ. Vẫn biết nữ hoàng nội y chuộng hàng hiệu là vậy, song không ai nghĩ người đẹp gốc Trà Vinh lại có thói quen dùng mỹ phẩm trái ngược. Trong một bức hình người quen của Ngọc Trinh từng chia sẻ, bàn trang điểm của mỹ nhân sinh năm 1989 vô tình bị tiết lộ nhiều sản phẩm làm đẹp của cô nàng. Nổi bật trong số đó phải kể đến những món có giá bình dân rẻ đến giật mình. Bàn trang điểm của Ngọc Trinh vô tình bật mí thói quen sử dụng mỹ phẩm của cô nàng. Dù có bộ sưu tập thời trang ngập tràn hàng hiệu, nhưng nữ hoàng nội y cũng yêu thích cả sản phẩm làm đẹp có mức giá bình dân. Dễ thấy trên bàn trang điểm của Ngọc Trinh không chỉ có một, mà tới tận hai thỏi son bông chua, dòng son bình dân nổi tiếng về chất lượng giá tốt và hấp dẫn. Để sở hữu một thỏi son bông chua, Ngọc Trinh chỉ cần bỏ ra khoảng 14 euro, tương đương 350.000 đồng, không hề đắt đỏ cho một sản phẩm bền màu, lâu trôi và đa dạng sự lựa chọn. Ngoài son bình dân, Ngọc Trinh còn có cả kem dưỡng da Johnson Baby. Đây là sản phẩm quen thuộc với hầu hết các cô gái, đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa có con nhỏ. Kem Johnson Baby giúp tăng cường độ ẩm, làm mềm da, chữa trị da khô nứt rất hiệu quả. Giữa hàng loạt mỹ phẩm đắt tiền, bảo bối đa công dụng này của Ngọc Trinh có giá khiêm tốn dao động từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng. Ngoài ra, trên bàn trang điểm của cô còn xuất hiện lọ keo xịt tóc từ nhãn hàng Moroccano chứ danh. Đây cũng có thể là sản phẩm mà chuyên gia làm tóc riêng của Ngọc Trinh mang đến nhà cô, bởi người đẹp thường không tự mình tạo kiểu tóc khi đi sự kiện. Hiện tại, loại keo xịt tóc kim dưỡng tóc này được yết giá là 26 đô, khoảng 590.000 đồng. Song song cùng son kem dưỡng, còn có một số nước hoa và nữ hoàng nội y yêu thích. Trong số các mùi hương làm siêu lòng người đẹp, đặc biệt nhất phải kể đến thiết kế tinh tế của Kylian. Trước đây, Ngọc Trinh từng chia sẻ trên Instagram cá nhân rằng mùi nước hoa Gold Girl One Bed của Karen chính là một hương thơm cô mê nhất. Trên website của hãng, mẫu nước hoa đượm mùi lãng mạn này được bán với giá 150 euro, tương đương khoảng 3,6 triệu đồng. Giật mình khi Hoàng Kiều tiết lộ tần suất làm chuyện ấy với Ngọc Trinh, xem mà phản cảm. Vị tỷ phú tai tiếng mạnh miệng thách thức, quý vị cứ cho tung lên TV đi. Cái kết của chuyện tình Ngọc Trinh Hoàng Kiều ồn ào chẳng hề kém cạnh ngày mới bắt đầu công khai. Trong khi nữ hoàng nội y mất 2 ngày bỏ ăn ở Mỹ vì quá sốc và đau buồn, thì cũng trong khoảng thời gian này, tỷ phú 72 tuổi vẫn thoải mái hưởng thụ cuộc sống, gặp gỡ fan hâm mộ và sau đó ông thậm chí còn làm thơ chế về bạn gái cũ. Mới đây, dân mạng tiếp tục chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh vị tỷ phú tai tiếng nói về chuyện giường chiếu với Ngọc Trinh. Cách đây ít lâu, một kênh thông tin đã hé lộ về chi tiết này, nhưng dưới sự kể lại của vị MC, giờ đây những lời lẽ đều là do đích thân doanh nhân giàu có tuyên bố, và ông còn không ngại thách thức, quý vị cứ cho tung lên TV. Hoàng Kiều nói, chúng tôi hòa hợp cả hai, lẫn tâm hồn lẫn thể xác, và chúng tôi vẫn mạnh khỏe như thường, tôi nói thẳng, ra đêm 7, ngày 3 vào ra không kể. Tỷ phú Hoàng Kiều gây sốc khi tuyên bố chia tay Ngọc Trinh. Nhiều người nghi ngờ tỷ phú Hoàng Kiều đang cố tình tạo chiêu trò khi xuất hiện với trang phục thảm họa sau khi tuyên bố chia tay Ngọc Trinh. Những hình ảnh mới đây của tỷ phú Hoàng Kiều trong đêm nhạc tạ tình đã khiến dư luận dậy sóng. Theo đó, đại gia 72 tuổi vẫn quần nền trắng, họa tiết đỏ, áo đỏ, giày đỏ và chiếc áo vest trắng cũng cỡn. Nhiều người không khỏi giật mình trước thời trang hoa hòe của tỷ phú Hoàng Kiều. Nhiều người bình luận không hiểu bộ quần áo tỷ phú Hoàng Kiều đang mặc trên người là loại thời trang gì. Có một số ý kiến cho rằng ông Hoàng Kiều nên lựa chọn trang phục cho phù hợp với lứa tuổi và địa vị của mình. Hơn nữa, khi xuất hiện trước đám đông, ông Hoàng Kiều nên tôn trọng người đối diện. Một tài khoản cá nhân có tên L nói, giá như Hoàng Kiều mặc bộ vest đen lịch sự và sang trọng, vì anh là người có tiền, anh phải mặc lịch thiệp sang trọng để tất cả mọi người nhìn vào sẽ kính trọng anh hơn. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến nêu quan điểm mỗi người có quyền lựa chọn trang phục theo cá tính và sở thích riêng, nên mọi người hãy ngừng việc soi mói và bàn tán. Được biết, tỷ phú Hoàng Kiều mặc bộ trang phục không giống ai này,
trong đêm nhạc tà tình diễn ra đêm 4 tháng 2. Trước đó, vị tỷ phú 72 tuổi dự định tổ chức đêm nhạc nhằm tri ân những người đã ủng hộ mối tình của ông với bạn gái Ngọc Trinh. Tuy nhiên, ngay cả khi đã chính thức công bố chia tay Ngọc Trinh, Hoàng Kiều vẫn không thay đổi quyết định. Tôi muốn cảm ơn tất cả các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Kiều, những người đã mua vé để tới show. Tạ tình, đêm nhạc tri ân fan mến mộ chuyện tình Hoàng Kiều, Ngọc Trinh, nay được đổi thành những ngày thơ mộng. Với những thành viên không muốn tham gia qua quyết định rút khỏi câu lạc bộ bởi không còn sự hiện diện của Ngọc Trinh, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vé. Hoàng Kiều đính kèm trong thông báo chia tay Ngọc Trinh. Cho đến ngày 31 tháng 1, ông Hoàng Kiều tiếp tục viết thông báo trên trang cá nhân về việc đã bán hết vé đêm nhạc những ngày thơ mộng. Ông cho hay, cuộc tình này đã chết, cái gì cũng hết, hết chỗ và hết vé. Cảm ơn tất cả các thành viên độc quyền của Hoàng Kiều, những thành viên này chưa nhận vé, xin đến sớm để nhận vé tại cửa vào. Cho đến thời điểm này, dư luận vẫn chưa hết những bàn tán về cuộc tình ồn ào giữa Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều. Sự thật, chuyện tình của Kiều và Trinh có phải là một phi vụ làm ăn hay không vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Lý do gì khiến Hoài Linh được yêu quý nhất giới showbiz? Sở hữu 6 triệu fan trên mạng xã hội, nhưng danh hài Hoài Linh là trường hợp hiếm hoi, không sở hữu lượng anti-fan. Trong giới showbiz, vốn không ít tị hiềm, ít lời khen thật lòng thì với Hoài Linh, ngay cả người khó tính nhất cũng sẽ dành những câu chữ chân thành để nói về anh. Nghệ sĩ này không chỉ là tài năng trong nhiều lĩnh vực, mà trên hết là cách anh sống gần gũi, dung dị, luôn yêu thương tất cả mọi người. Hoài Linh và khả năng chơi tay bo. Không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng Hoài Linh lại sở hữu tài năng thiên bẩm. Từ ca múa đến diễn kịch, đóng phim, làm giám khảo. Vốn là một nghệ sĩ múa, duyên hài lại đến với anh như một định mệnh. Bởi ngoài đời, Hoài Linh là người có khiếu ăn nói, hài hước, anh diễn hài mà như không diễn. Như thể bê nguyên đời lên sân khấu vậy. Thế nên suốt hơn 20 năm qua, Hoài Linh đã tạo dựng cho mình một dấu ấn riêng khó trộn lẫn, mộc mạc gần gũi nhưng tinh tế trong diễn xuất và có chiều sâu. Nghệ sĩ hài Chí Tài kể rằng, Hoài Linh hiếm khi tập trước chương trình, anh đọc kỹ kịch bản, tư duy về lối diễn và cứ thế bước ra sân khấu chơi tay bo. Anh bảo, tập trước sẽ làm người nghệ sĩ bị chai cảm xúc, diễn không còn xuất thần được nữa. Tuy nhiên, để làm được như Hoài Linh phải có bản lĩnh, khả năng làm chủ sân khấu, vốn sống, vốn nghề nhanh nhạy. Người trong nghề bảo, Hoài Linh được tổ đãi, nhưng có lẽ chính vốn sống, sự trải nghiệm trong khó khăn và môi trường khác nhau đã tạo thành lớp trầm tích màu mỡ trong kinh nghiệm diễn xuất của anh. Từ lúc 13 tuổi, cậu bé Hoài Linh đã phụ mẹ buôn bán thúng mẹt ở trạm xe, rồi bắt ốc, hái rau mang ra chợ bán nuôi các em ăn học. Mẹ của danh hài từng chia sẻ rằng là con trai trưởng trong gia đình đông chị em. Khi đó, ba anh lại không có nhà, nên Hoài Linh luôn ý thức được trách nhiệm với gia đình. Hễ có tiền là lo cho mẹ, lo cho em, nên trong nhà ai cũng kính trọng Hoài Linh vì sự gương mẫu và hết lòng. Sau này, khi bước chân vào sân khấu, lối sống này của Hoài Linh cũng được mang vào nghề. Đến như Đàm Vĩnh Hưng, kiêu ngạo ít khi chịu thua một ai đó. Vậy mà trước Hoài Linh, anh cũng phải lễ phép và khiêm nhường. Đối với tôi, anh Linh quá hoàn hảo, không có gì để chê cả. Ai chứ với riêng Hoài Linh thì chỉ cần muốn gì thì tôi cũng sẵn sàng làm. Sở dĩ Đàm Vĩnh Hưng luôn trân trọng Hoài Linh là bởi khi anh còn vô danh trong giới showbiz, chính Hoài Linh lúc đó đang hoạt động ở hải ngoại đã hỗ trợ rất nhiều để mang đến sự nổi tiếng cho Đàm Vĩnh Hưng. Album đầu tiên trong đời của anh là do Hoài Linh đề xuất và bỏ tiền thu phát hành giúp tại Mỹ. Nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng cũng do Hoài Linh gợi ý. Sau này thân thiết rồi, Hoài Linh còn góp ý rất nhiều về cách ứng xử, đối nhân xử thế trong nghề cho Đàm Vĩnh Hưng. Danh hài và món ăn khoái khẩu. Ca sĩ Thanh Duy hồi thi gương mặt thân quen, có Hoài Linh làm giám khảo đã lấy làm cảm kích trước tấm lòng và tài năng của tiền bối. Anh chia sẻ, tôi không phải là người thân của chú, trước đó cũng không có cơ hội được gặp gỡ nhiều. Vậy mà sau chương trình, biết tôi là gương mặt trẻ nên chú luôn gọi tôi đi diễn chung. Trong live show đầu năm 2017 này, chú cũng mời tôi tham gia, đó sẽ là một vai hài chứ không phải là ca hát sở trường. Nhận xét về tính cách của danh hài Hoài Linh, ca sĩ Thanh Duy bật mí. Nghệ sĩ hài vốn là người sống vui vẻ, lạc quan, nhưng với chú Hoài Linh, sân khấu và đời sống là hai mảng màu đối lập. Trên sân khấu, chú mang đến tiếng cười cho người, cho đời. Vậy mà trong cuộc sống riêng, chú là người sống rất nội tâm và ẩn sau đó là sự cô đơn. Xem chú ở các vai diễn rồi gặp bên ngoài, nhiều người có thể sẽ phải bất ngờ về chú,
điềm đạm, gần gũi và rất thương anh em nghệ sĩ như là người thân của mọi người, chứ không đơn thuần là một ngôi sao. Nghệ sĩ nổi tiếng thì có rất nhiều, nhưng để được nhiều người yêu quý, trân trọng thì hiếm lắm. Khi bạn là ngôi sao, sẽ có nhiều người vây quanh và điều đó đôi khi không tốt, vì nó lẫn lộn thật giả, dễ khiến người ta bị ảo tưởng về bản thân. Nhưng tôi nhận thấy, chú càng nổi tiếng thì lại càng giản dị và khiêm tốn. Chú làm cho chúng tôi cảm được chân tình của chú, cái đó không lừa dối được đâu. Thế nên ai cũng coi chú hoặc là thần tượng, hoặc là hình mẫu cần hướng tới, ca sĩ Thanh Duy chia sẻ. Ca sĩ Hồ Quang Tám cũng là một người khá thân thiết với danh hài Hoài Linh hàng chục năm nay. Anh bảo, cái đáng quý của Hoài Linh là anh không bao giờ phân biệt sao lớn sao bé. Nhiều nghệ sĩ có chút tiếng tăm là sang chảnh vô cùng, không chịu đứng chung sân khấu với những ai mới vào nghề. Thậm chí, chỉ chụp hình chung thôi họ cũng không đồng ý, coi như thể đó là sự xúc phạm bản thân hay lăng xê chùa cho người khác. Nhưng anh Hoài Linh thì không bao giờ có tư tưởng đó trong đầu. Dù tên tuổi của anh lừng lững trong giới sân khấu, tôi học được ở anh một câu, tất cả khán giả đã cho mình nồi cơm thì phải biết ơn họ mà sống cho xứng đáng với tình yêu ấy. Cũng như anh, tôi học cách sống chan hòa, chân thành với mọi người, không bon chen và tích cực làm việc thiện. Kỷ niệm của ca sĩ Hồ Quang Tám với Hoài Linh được anh chia sẻ cũng khá thú vị. Ra Hà Nội thì bao giờ cũng cơm em nấu vẫn là ngon nhất. Nếu anh không qua nhà thằng em được thì tôi nấu cơm mang đến khách sạn cho anh. Vì Hoài Linh ăn uống giản dị lắm, chỉ bát dưa với mấy quả cà kho quẹt là xong bữa. Thế nên anh hiếm khi đến nhà hàng hay la cà nhậu nhẹt. Cả đời lao tâm khổ tứ vì nghề, nhưng điều Hoài Linh khát khao nhất không phải danh xưng hay tiền tài. Bởi như các nghệ sĩ tâm sự, anh không có nhu cầu cao sang cho đời sống cá nhân, nên bao tâm huyết anh dồn hết cho việc xây dựng nhà thờ tổ nghiệp. Anh chạy xô đến lao lực để lấy tiền thực hiện mà không nhận sự ủng hộ bằng tiền của các nghệ sĩ. Bằng cái tâm và sự hết mình với nghề mà mỗi năm đến ngày giỗ tổ nghề, nhà thờ tổ nghiệp của Hoài Linh luôn là nơi quy tụ nhiều nhất của các nghệ sĩ phía Nam. Giờ đây, tâm nguyện đã thành, anh hạn chế làm giám khảo các game show để dành thời gian đào tạo lớp trẻ. Không chỉ truyền thụ về nghề, với những gì đang làm, Hoài Linh đang được coi là hình mẫu truyền thụ và lan tỏa cái đẹp về lối sống đến số đông công chúng.